Cùng Hà làm sổ chiết, washi tape và sticker nha. Thường thì các bạn có những cuộn washi tape to với nhiều hình vẽ khác nhau, rất khó lấy ra để sử dụng những hình ở giữa. Vậy thì quyển sổ chiết washi tape này sẽ giúp các bạn làm điều đó một cách dễ dàng nha. Hà sử dụng giấy bìa trắng để làm bìa sổ, các bạn có thể thay thế bằng bìa vở. Dùng thước kẻ đánh dấu các điểm cách nhau 1 cm ở mép giấy. Tiếp theo, Hà dùng bút highlight Bitex có ngòi dẹt. Căn thước thẳng với các điểm đánh dấu, kẻ khoảng 2-3 đường, Hà sẽ dùng giấy lau thước kẻ để đường thẳng không bị lem nhem nha. Thay vì dùng giấy trắng như Hà, các bạn có thể sử dụng giấy viết rồi, vừa tái chế vừa bảo vệ môi trường luôn. Hà sử dụng cuộn băng dính hai mặt to, sau đó dán kín lên bề mặt giấy. Để tiết kiệm hơn, các bạn dán băng dính lên hai mặt của tờ giấy nhé. Sau đó cắt bằng kích thước của bìa sổ là xong. Làm còng sổ bằng ghim vở khá là cứng và đau tay, Hà khuyên các bạn lên chọn cách đầu tiên nhé. Ngoài ra các bạn có thể lên YouTube tìm quyển sách nhỏ làm còng sổ, sẽ có video với rất nhiều ý tưởng hay ho nữa nha. Thay vì cặm cụi tìm kiếm, lôi ra, cất vô, Hà dán sticker theo màu sắc hoa văn ở các trang khác nhau, rất tiện lợi luôn. Chú ý, bề mặt băng keo hai mặt rất là trơn, nên khi chiết washi tape hay dán sticker xong, các bạn đừng quên đè chồng sách lên như Hà nhé. Giveaway nghĩa tiếng Việt là nhận quà miễn phí. Các bạn nhớ xem đến cuối video để không bỏ lỡ may mắn nha. Gói hàng theo yêu cầu cho bạn Quỳnh Bim nha. Cảm ơn em đã luôn yêu quý và ủng hộ chị trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn chưa biết thì đây là bộ kit làm sổ lưu trữ sticker tại shop quyển sách nhỏ nhé. Các bạn có thể lựa chọn shop làm sẵn. Để bấm được lỗ, các bạn dán cố định khoảng 5 đến 10 tấm lót tem như Hà.
sau đó lật ngược lại để bấm nhé.